Là đang làm gì vậy này? Mới sắp cửa kiệu nữa đó. Dạ. Để làm gì vậy này? Để sắp cửa kiệu để dành ăn Tết. Ăn Tết cả nhà ăn chứ. Ăn Tết này làm quà biếu cho người thân. Nhìn nhìn từ xa ha, không thấy cái đuôi nó giống cái mấy hạt đậu quá nè. Xay cái gốc nó ra nè cho nó đẹp. Dạ. Rồi cái nhỏ mình xúc mình đổ vô giữa, mình xây cái lớn ra ngoài cho nó đẹp. Còn chính giữa mình đổ nó vô giữa nhìn nè. Dạ. Mình để đi ăn gì đó. Mấy cụ nhỏ với mấy cụ lớn. Cụ lớn là để làm gì nè? Cụ lớn mình sắp nó vòng ra vậy nó đẹp. Cụ nhỏ thì mình đổ chính giữa cái hũ. Dạ. Sắp vô gì? Cái cụ nhỏ mình đổ nó vô chính giữa. Dạ. Cho nó nhìn nó đẹp. Đây còn nhiêu hũ ta? 6 hũ. Nhiều hũ lắm. Chưa có thấy nhà lần này rửa tiếp. Nhà rửa mới nhiêu đó. Không đủ thì rửa tiếp. Này 30 rồi hả này? 30, 31 gì vậy? Tính này 30. Dạ. Này 31. Tính bữa nay về bà cố mà hắt mình thôi. Hôm nay về bà cố chờ lương bà nội gom lương chung cho bà cố. Nay nóc mày như kiểu không có gì. Nay có 31 rồi một tay. Ngày mai không về, ngày mốt về cũng được. Bà cố bây giờ mai về về nó cực nhưng mà nó đẹp. Yeah. Ủa chừng nào mới về cố nè? Hôm nay không về cố Tết đó nè. Tết hả? 11. Dạ. Ngày 11. 11 phải nè. Mùng. Ngày 1, ngày mùng 1. Mùng 1 tháng 1 phải nè. 1 tháng Giêng, ngày mùng 1 tháng Giêng. Chứ không phải ngày Dương lịch. Dương lịch là bữa nay là 31 một ngày 1, còn ngày âm lịch đó là ngày 11 tháng Giêng. Dạ. Trời ơi. Cái nhà làm gì đó? Chơi gì vậy? Chơi nha. Lát nữa anh quay sang nhà. Ừ. Đẹp quá này. Đây. Đây. Lát nữa còn nước mình đổ vô. Sắp rồi sẽ hết rồi. Sắp linh linh vậy nè. Sắp có sao không Sơn Hà? Chỉ để nó lên ra nó tràn nước ra. Ừ. Nhìn nhìn nó xa giống như mấy cái hộp gì anh. Sắp xem. Dành tỷ vô thành của kiệu. Vậy là thành của kiệu chua rồi đó. À. Hai tuần sau là nó chua. À. Okay. Ngon hết sức luôn không? Dạ. Yeah. Nội để cái nhỏ đi, cái lớn đi. Cái lớn mình sắp còn dầu, cái nhỏ mình đổ vô giữa. Cái sắp nè, lấy đũa mình phiều phiều cho nó quay cái gốc nó ra vậy. Phiều phiều nó vậy nè. Dạ. Mình ăn gì mình cũng nhìn thấy hấp dẫn, mình thấy mình thích, mình thèm. Dạ. Chứ hốt đổ dồn vô thì cũng được. Nhưng mà khi mình tặng ai á, nhìn nó không có đẹp. Nếu mình ăn thì hốt đổ dồn luôn cho nhanh. Mình tặng làm quà tặng thì mình phải làm cho nó đẹp vậy nè. Yeah. quay thế này. Ừ.
Rồi, tạm biệt cô chú nha. Yeah.